Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại khu vực phòng hậu phẫu, là nơi chuyên để tháo nẹp theo ba cách chỉ cho tất cả các khách hàng. Hôm nay chúng ta sẽ có một ca rất là đặc biệt. Mình vẫn còn nhớ cái ca này bởi vì bạn ấy thực hiện cùng lúc ba dịch vụ, đó là đụng cằm, nâng mũi cấu trúc và cái mở mi dưới. Hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nhé. Xin chào Huyền. Dạ. Hôm nay là ngày thứ 14 rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình vừa cắt chỉ xong. Sau khi cắt chỉ mình thấy có khỏe cái mũi không? Em thấy thì mũi tự nhiên, mình không có cảm giác gì là mình đang nâng mũi hết. Cái ca của Huyền á là nâng mũi cấu trúc Suniform, động cằm silicone và cái mở mí dưới. Thì những ngày trước thì chị thấy cái tình trạng mí dưới của mình nó còn vàng, nhưng mà hôm nay thì đã cải thiện rất là nhiều rồi ha, gần như không còn nữa. Huyền có nhớ cái hình ảnh lúc trước của mình không? Có. Em có thể miêu tả lại cho mọi người vì sao em quyết định phẫu thuật và vì sao em lại chọn làm cùng lúc ba dịch vụ nhé. Dạ. Thì lúc mà em làm mũi thì cái mũi của em thì nó hơi thấp và nó cũng bị gãy và em không có phần cằm, và tiếp nữa là cái phần mí dưới á thì nó bị hõm vô, là con mắt bị sâu và nhìn mệt mỏi, là lý do tại sao em chọn. Và khi tới tư vấn thì bác trao đổi với em như thế nào? Bác trao đổi rất là tận tình và kỹ để em hình dung ra cái gương mặt của em sau phẫu thuật như thế nào. Để chúng ta có cái hình dung cụ thể hơn về cái sự thay đổi này thì mời Huyền và tất cả các bạn hãy cùng theo dõi hình ảnh cũ của Huyền nhé. Đây phải em không ha? Dạ. Đây là Huyền cách đây 14 ngày. Như các bạn cũng có thể thấy ở góc chính diện thì gương mặt bạn ấy rất là xinh. Tuy nhiên chúng ta thấy rõ được cái phần to bè của mũi và cái phần thiếu sống của bạn ấy ha. Cái phần hốc mắt đây nó cũng hơi thiếu nè, nó thiếu hụt, trông nó hơi mệt mỏi. Ở góc nghiêng như thế này thì các bạn có thể thấy rõ cái phần thấp sống mũi, hơi hách của mũi, và đặc biệt là cái phần thiếu hụt vùng cằm. Góc nghiêng 45 độ, ta thấy rõ nhất cái khuyết điểm của cằm và sự thiếu hụt mũi ha. Chúng ta hãy cùng so sánh hình ảnh trực diện của Huyền bây giờ và cái hình ảnh góc nghiêng lúc trước của Huyền để thấy rõ cái sự khác biệt ha. Bây giờ cái mũi của bạn cao hơn, mặt sang hơn, thon gọn hơn nhưng mà vẫn rất là tự nhiên. Đặc biệt cái góc nghiêng khi mà có cái cằm á thì mình sẽ nhìn nó đẹp hơn. Hôm nay vẫn còn hơi sưng một chút xíu, nhưng mà em cảm nhận cái gương mặt mình nó như thế nào, em có hài lòng không? Hiện tại thì em hài lòng. Em mà em vẫn chờ là nó bình phục hoàn toàn để cái mũi mình nó nhìn tự nhiên hơn. Thì có thể cười lên cho mọi người nhìn cái góc nghiêng cằm không? Với cái kỹ thuật độn cằm tự nhiên thì các bạn nhìn thấy là dù bạn ấy cười thì cái cằm vẫn không có lộ nhé. Tin rằng sau một thời gian nữa thì không ai biết được là bạn làm độn cằm đâu các bạn ha. Còn cái phần mí dưới bây giờ là đã đầy hơn rồi, giúp cho cái gương mặt em nó hài hòa và nó trẻ hơn. Hồi xưa hình như là Huyền có chia sẻ là mình có bấm mí rồi đúng không? Dạ, nhấn mí. Với cái ngày trước mình dùng có một cái dịch vụ nhấn mí, và bây giờ khi mà mình cùng thực hiện cùng lúc ba cái dịch vụ như thế này thì em thấy là cái độ đau hay là cái độ phức tạp hậu phẫu nó có nặng nề hơn không? Em thấy cũng như nhau, không có đau, cũng không thấy cái gì khác biệt nhiều. Chỉ có hơi lấn cấn ở cái việc là mình phải đeo nẹp chút xíu thôi đúng không? Đúng rồi. Như các bạn cũng có thể nghe bạn ấy chia sẻ là mặc dù ngày trước bạn ấy đã thực hiện nhấn mí một lần, nhưng mà so với bây giờ khi thực hiện cùng lúc ở ba dịch vụ thì cái sự khác biệt nó cũng không có nhiều ha. Chỉ có hơi lúc đầu đeo nẹp thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Hôm nay thì cái mũi của mình còn hơi sưng em nhé. Dạ. Cái cằm cũng còn sưng nhẹ thôi. Thì cái quá trình tự chăm sóc của mình nó có phức tạp không em? Dạ không, cũng như bình thường ạ. Cái phần miệng mình phải xúc miệng kỹ lưỡng em nhé. Dạ. Vì cái vết thương cằm của mình nó đi vào bên trong miệng cho nên là em phải xúc miệng kỹ lưỡng sau khi ăn. Dạ.
cố gắng một thời gian thì cái chỉ nó tự tiêu thì mình cũng không cần phải phát chỉ trong miệng ha. Dạ vâng. Ở trong những ngày qua thì em đã có gặp gỡ bạn bè hay là đã có ai khen cái mũi của mình, cái gương mặt mới của mình chưa? Dạ có. Có thể kể lại cho mọi người được biết không em? Mọi người khen là nhìn mũi tự nhiên, với là mọi người cũng háo hức được xem cái gương mặt của em sau phẫu thuật như thế nào. Thì sếp em cũng khen là khác xưa và nhìn cái mặt cũng sang hơn, với là nhìn góc nghiêng thì thấy là gương mặt có khối hơn. Dạ. Và khen đẹp hơn hồi xưa. Dạ. Là tất cả đồng nghiệp của mình cũng như sếp là cũng rất là ưng cái gương mặt mới của mình đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn những chia sẻ của em nhé. Dạ. Mong rằng sau một tháng gặp lại Huyền nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Dạ. Cảm ơn Huyền. Dạ cảm ơn.